Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 5. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy biểu dân Israel đuổi ra ngoài trại quân hết thảy người phung, người có bệnh bạch trược và người vì cớ đụng đến một xác chết nào đã bị ô uế. Bất luận nam hay nữ, các ngươi phải đuổi họ ra ngoài trại quân, hầu cho họ không làm cho trại quân bị ô uế là nơi ta ngự ở trong. Dân Israel bèn làm như vậy, đuổi họ ra khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho Mô-sê vậy. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng dân Israel như vậy: Khi một người nam hay nữ phạm một trong những tội người ta thường phạm, cho đến can phạm cùng Đức Giê-hô-va và vì cớ đó phải mắc tội, thì người ấy phải xưng tội mình đã phạm ra và trả tang vật lại đủ và thêm 1/5 giá vật mà giao cho người mình đã mắc tội cùng. Nếu người này không còn và không bà con nào để lãnh tang vật đó lại, thì vật ấy sẽ về Đức Giê-hô-va, tức là về thầy tế lễ, ngoại trừ con chiên đực về lễ chuộc tội mà thầy tế lễ sẽ dùng đặng chuộc tội cho người mắc tội đó. Phàm lễ vật chi biệt riêng ra thánh mà dân Israel dâng cho thầy tế lễ đều sẽ thuộc về người. Những vật biệt riêng ra thánh mà mỗi người dâng sẽ thuộc về người. Vật chi mỗi người ban cho thầy tế lễ chắc sẽ thuộc về người vậy. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cho dân Israel rằng, nếu một người đàn bà lỗi đạo và phạm tội bất chánh cùng chồng, nếu có một người nam gian dâm cùng nàng mà việc nhẹm khuất mắt chồng, nếu nàng bị ô uế kín nhiệm, không có chứng cớ đối cùng nàng và nàng không bị bắt tại trận, nếu tính ghen phát nên người chồng ghen vợ mình, hoặc đã thật bị ô uế hoặc không có bị ô uế, thì người này phải dẫn vợ mình đến trước mặt thầy tế lễ và vì nàng đem theo 1/10 epha bột mạch nha dùng làm của tế lễ. Người chớ nên chế dầu vào và cũng chẳng nên bỏ nhũ hương lên trên, vì là một của lễ chay về sự ghen tương, một của lễ chay kỷ niệm đặng nhắc tội gian ác. Thầy tế lễ sẽ biểu người nữ đến gần, đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Kế đó, thầy tế lễ lấy nước thánh đổ vào chậu đất, hốt bụi ở trên đất của đền tạm mà bỏ trong nước. Đoạn, thầy tế lễ phải biểu người nữ đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, lột trần đầu nàng, để của lễ kỷ niệm trong lòng bàn tay nàng, nghĩa là của lễ chay về sự ghen tương. Và thầy tế lễ phải có nước đắng dán rủa xả trong tay mình. Thầy tế lễ phải bắt người nữ thề và nói cùng nàng rằng: Nếu chẳng một người nam nào nằm cùng ngươi, và nếu đang dưới quyền chồng, ngươi không có lỗi đạo và không bị ô uế, thì chẳng phải mắc một điều hại nào của nước đắng dán rủa xả này. Còn nếu đang dưới quyền chồng mà ngươi lỗi đạo, nếu ngươi bị ô uế, và nếu một người nào khác hơn chồng đã nằm cùng ngươi, bây giờ thầy tế lễ phải bắt người nữ lấy một lời thề trù ẻo mà thề và nói cùng nàng rằng: Cầu Đức Giê-hô-va khiến cho ngươi trở nên một mầm rủa xả và trù ẻo giữa vòng dân sự ngươi, làm cho ngươi ốm loài hông và phình bụng lên. Nước đắng dán rủa xả này khá chuông và ruột gan, làm cho bụng ngươi phình lên và ốm loài hông. Người nữ sẽ nói rằng: Amen, amen. Kế đó, thầy tế lễ phải viết các lời trù ẻo này trong một cuốn sách, rồi lấy nước đắng bôi đi. Thầy tế lễ sẽ biểu người nữ uống nước đắng dán rủa xả. Nước đắng dán rủa xả sẽ vào trong mình nàng, đặng làm cay đắng cho nàng. Đoạn, thầy tế lễ sẽ lấy khỏi tay người nữ của lễ chay về sự ghen tương, đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng lên trên bàn thờ. Rồi lấy một nắm của lễ chay kỷ niệm và xông trên bàn thờ, kế biểu người nữ uống nước đắng. Và khi nào thầy tế lễ biểu người uống nước đắng rồi, nếu quả người có bị ô uế và phạm tội bất chánh cùng chồng mình, thì nước đắng dán rủa xả sẽ vào mình làm cay đắng cho nàng,
bụng nàng sẽ phình lên, hông nàng ốm lòi, và người nữ này sẽ là một mầm rủa rã giữa vòng dân sự mình. Còn nếu người nữ không bị ô uế, vẫn thanh sạch, thì nàng sẽ chẳng bị một điều hại nào và sẽ sinh con. Đó là luật lệ về sự ghen tương. Khi một người đàn bà ở dưới quyền chồng mình lỗi đạo và bị ô uế, hoặc khi nào tính ghen phát sinh nên người chồng mà ghen vợ mình, người phải đem vợ đến trước mặt Đức Giê-hô-va, và thầy tế lễ sẽ làm cho nàng hết thảy điều chi luật lệ này truyền dạy. Người chồng sẽ vô tội, còn người đàn bà đó sẽ mang lấy tội mình. Chương 6. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cho dân Israel rằng, bất luận người nam hay nữ khi hứa nguyện Na-si-rê đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, thì phải kiêng cử rượu và vật uống say. Chẳng nên uống hoặc giấm rượu hoặc giấm của vật uống say. Lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho, hay là ăn nho tươi hoặc nho khô. Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra, chớ ăn món chi của nho sinh sản hết, từ hột đến da. Trọn trong lúc hứa nguyện Na-si-rê mình, chớ nên dùng dao cạo đầu. Người sẽ nên thánh và phải để tóc mọc cho đến chừng nào kỳ biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va đã được mãn. Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, chớ đến gần người chết. Người chớ vì cha hoặc vì mẹ, vì anh hoặc vì chị đã chết mà làm cho mình bị ô uế. Vì dấu chỉ sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời vẫn ở trên đầu người. Trọn trong lúc hứa nguyện Na-si-rê, người được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai chết thình lình gần bên người, làm cho ô uế đầu mình đã biệt riêng ra thánh, thì phải cạo đầu mình trong ngày được sạch, tức là ngày thứ bảy. Qua ngày thứ tám, người phải đem hai chim cưu hay là hai bò câu con đến cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc. Thầy tế lễ sẽ dâng con này làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ thiêu, và chuộc tội cho người đã phạm vì cớ xác chết. Vậy trong ngày đó, người sẽ biệt đầu mình riêng ra thánh. Thế thì, người phải biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va những ngày về nguyện Na-si-rê mình lại, và dâng một con chiên con được giáp năm làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, và những ngày trước không kể nữa vì sự Na-si-rê mình đã bị ô uế. Đây là luật lệ về người Na-si-rê. Khi nào những ngày Na-si-rê mình đã mãn, người ta phải đem người đến tại cửa hội mạc. Người phải dâng của lễ mình cho Đức Giê-hô-va, tức là một con chiên con giáp năm không tỳ vít làm của lễ thiêu, một con chiên cái giáp năm không tỳ vít làm của lễ chuộc tội, và một con chiên đực không tỳ vít làm của lễ thù ân. Một giỏ bánh không men bằng bột lọc, bánh nhỏ tưới dầu, bánh tráng không men thoa dầu, luôn với của lễ chay và lễ quán cặp theo các lễ kia. Thầy tế lễ sẽ đem những của lễ này đến trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng của lễ chuộc tội cùng của lễ thiêu của người. Rồi ngoại trừ giỏ bánh không men, dâng luôn con chiên đực làm của lễ thù ân cùng dân của lễ chay và lễ quán của người. Tại cửa hội mạc, người Na-si-rê phải cạo đầu mình đã biệt riêng ra, lấy tóc bỏ vào lửa dưới của lễ thù ân. Sau khi người Na-si-rê cạo đầu rồi, thầy tế lễ sẽ lấy cái vai chín của chiên đực, một cái bánh nhỏ không men trong giỏ, một bánh tráng không men, và để trong lòng hai bàn tay người, rồi đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh về thầy tế lễ, với cái o đưa qua đưa lại và cái giò dâng dơ lên. Kế đó, người Na-si-rê được phép uống rượu. Đó là luật lệ về người Na-si-rê đã hứa nguyện, và đây là của lễ người phải dâng cho Đức Giê-hô-va về nguyện Na-si-rê mình, ngoại trừ của lễ nào người có thể dâng thêm. Người phải theo luật lệ về sự Na-si-rê mình mà làm theo lời hứa nguyện của mình vậy. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng, các ngươi phải chúc phước cho dân Israel như vậy. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Họ phải đặt danh ta trên dân Israel như vậy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó. Chương 7. Khi Môi-se đã dựng xong đền tạm và đã sức dầu cùng biệt riêng ra thánh hết thảy đồ đạc của đền tạm,
sức dầu và biệt riêng ra thánh bàn thờ và hết thảy đồ đạc của bàn thờ rồi. Thì các trưởng tộc của Israel, tức là các quan trưởng và những chi phái mà đã cai trị cuộc tu bộ dân, đều đem dâng lễ vật của mình. Vậy, các quan trưởng dẫn lễ vật mình đến trước mặt Đức Giê-hô-va. 6 xe cộ hình như cái kiệu và 12 con bò đực, nghĩa là mỗi 2 quan trưởng đồng dâng 1 xe cộ và mỗi một người dâng 1 con bò đực. Họ dâng lễ vật đó trước đền tạm. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-xe rằng: hãy thâu nhận các lễ vật của những người này để dùng vào công việc hội mạc, và hãy giao cho người Lê-vi, tức là cho mọi người tùy theo chức phận mình. Vậy, Mô-xe bèn nhận lấy các xe cộ và những bò đực, giao cho người Lê-vi. Người giao cho con cháu Gạt-sôn 2 xe cộ và 4 con bò đực, tùy theo chức phận của họ. Người giao cho con cháu Merari 4 xe cộ và 8 con bò đực, tùy theo chức phận của họ. Có Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn làm quản lý. Nhưng người không có giao chi cho con cháu Kê-hát, vì họ mắc phần công việc về những vật thánh và gánh vác những vật đó trên vai mình. Trong ngày bàn thờ được sức dầu, các quan trưởng dâng lễ vật mình trước bàn thờ về cuộc khánh thành nó. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: các quan trưởng phải đem lễ vật mình về cuộc khánh thành bàn thờ. Người này thì ngày nay, người kia thì ngày kia. Người dâng lễ vật mình ngày đầu là Nahashon, con trai của Aminadab, thuộc về chi phái Juda. Lễ vật người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Nahashon, con trai Aminadab. Ngày thứ hai, Nathanael, con trai của Sua, quan trưởng Isaka, dâng lễ vật mình. Người dâng một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Nathanael, con trai Sua. Ngày thứ ba, đến quan trưởng của con cháu Sabulon là Eliab, con trai của Helon. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Eliab, con trai Helon. Ngày thứ tư, đến quan trưởng của con cháu Ruben là Elishu, con trai Shedeo. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Elishu, con trai Shedeo. Ngày thứ năm, đến quan trưởng của con cháu Simeon là Shelumien, con trai Surihadai. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm.
một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Shelumiel, con trai Surihadai. Ngày thứ sáu đến quan trưởng của con cháu Gác là Eliasap, con trai Deuen. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Eliasap, con trai Deuen. Ngày thứ bảy, đến quan trưởng của con cháu Ephraim là Elishama, con trai Amihud. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Elishama, con trai Amihud. Ngày thứ 8, đến quan trưởng của con cháu Manasse là Gamaliel, con trai Phê-đác-su. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Gamaliel, con trai Phê-đác-su. Ngày thứ 9, đến quan trưởng của con cháu Benjamin là Abidan, con trai Gideoni. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Abidan, con trai Gideoni. Ngày thứ 10, đến quan trưởng của con cháu Đan là Ahiese, con trai Amishadai. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ahiese, con trai Amishadai. Ngày thứ 11, đến quan trưởng của con cháu Ase là Phagien, con trai của Abran. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Phagien, con trai Abran. Ngày thứ 12, đến quan trưởng của con cháu Nephtali là Ahira, con trai Enan. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh.
cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ahira, con trai Enan. Ấy là những lễ vật của các quan trưởng dân Israel dâng về cuộc khánh thành bàn thờ. Khi bàn thờ được sức dầu, 12 dĩa bạc, 12 chậu bạc, 12 chén vàng, mỗi cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ và mỗi cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ. Tổng cộng số bạc của các dĩa và chậu là 2.400 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. 12 cái chén vàng đầy thuốc thơm, mỗi cái 10 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Tổng cộng số vàng của chén nặng được 120 siếc lơ. Tổng cộng số bò đực về của lễ thiêu là 12 con, với 12 con chiên đực, 12 con chiên con giáp năm, cùng những của lễ chay cặp theo và 12 con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Tổng cộng số bò đực về của lễ thù ân là 24 con với 60 con chiên đực, 60 con dê đực, 60 con chiên con giáp năm. Ấy là lễ vật dâng về cuộc khánh thành bàn thờ, sau khi bàn thờ được sức dầu rồi. Khi Môi-se vào hội mạc, đặng hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va, thì người nghe tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi ân để trên hòm bản chứng ở giữa hai cherubim. Người hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va vậy. Thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Chương 1. Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giê-su Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho Ti-mô-thê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta. Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chứ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được chọn bởi đức tin. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính phạm tội, những kẻ vô đạo nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. Ý đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-su Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-su Christ. Đức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giê-su Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Hỡi Ti-mô-thê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành,
cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Thi Thiên 28. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài, hỡi hòn đá tôi chớ bịt tai cùng tôi, kẻo nếu Ngài làm thinh với tôi phải giống như những kẻ xuống huyệt chăng? Khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí thánh Chúa mà kêu cầu cùng Ngài, xin hãy nghe tiếng khẩn cầu của tôi. Xin chớ cất tôi đi mất chung với kẻ dữ hoặc với kẻ làm ác, là những kẻ nói hòa bình cùng người lân cận mình, song trong lòng lại có gian tà. Xin Chúa hãy phạt chúng nó tùy công việc chúng nó, theo cư xử gian ác của họ. Hãy phạt chúng nó tùy công việc tay chúng nó đã làm, báo lại điều gì chúng nó xứng đáng. Vì chúng nó không để ý vào các công việc của Đức Giê-hô-va, cũng chẳng coi chừng việc tay Ngài làm, nên Ngài sẽ phá đổ chúng nó, không dựng chúng nó lên đâu. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của tôi. Đức Giê-hô-va là sức lực và là cái khiên của tôi. Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài và tôi được cứu tiếp. Vì vậy lòng tôi rất mừng rỡ, tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài. Đức Giê-hô-va là sức lực của dân Ngài, đồn lũy cứu rỗi cho người chịu sức dầu của Ngài. Xin hãy cứu dân Chúa và ban phước cho cơ nghiệp Ngài, cũng hãy chăn nuôi và nâng đỡ họ đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.